Ừ. Bữa nay học qua tư phẩm phá về sáu tình. <laughs> sáu tình tức là phá về sáu căn á, thấy nghe ngửi nếm mà xúc biết à, nói chung là sáu tình à, bài tụng 42 mươi à, hai mắt tai và mũi lưỡi, thân ý, thải sáu tình, mắt này vân vân gồm sáu tình, đuổi theo sắc vân vân sáu trần. Ừ. À, à, tức là đây là phá về gọi là sáu cái chỗ thấy nghe ngửi nếm mà xúc viết ở nơi sáu căn cho nên gọi là sáu tình chứ không phải đơn giản là mắt tay mũi lưỡi thôi mắt tay mũi lưỡi thì không có gì phải phá nhưng mà cái tình á, tức là có mắt thấy tai nghe đó mà mình gọi là mắt thấy tai nghe thì đó là bình thường của thế gian của con người mà phá vậy thành ra là mình là cái người chết là sao người mà không có thấy nghe thì sao cho nên chỗ này là chỗ phải hiểu cho nó kỹ đó, thấy không? bởi vì phá đây tức là phá cái gọi là chấp mà thật có thật thể tức là mắt là có cái thật thể thấy tức là mắt có cái tự thể thấy tai có tự thể nghe mũi có tự thể ngửi lưỡi có tự thể nếm thân có tự thể xúc và ý có tự thể biết có uh, chấp vào có cái từ thể của nó của sáu căn nữa đó, đó thì nó phá là phá cái chỗ đó đó à. bởi vì nghĩa là trong kinh phật đó, thì cũng có nói đến sáu căn sáu căn là cái chỗ để mà tiếp nhận sáu trần Đấy không cho nên rồi trong kinh là phật cũng thường dạy là các vị tỳ kheo phải biết phòng hộ sáu căn không? Và chính vì trong kinh Phật cũng nói đến sáu căn cho nên là có người làm mà lại chấp vậy là nó là thật có thật có cho nên Phật mới nói phải không? Phật nói có sáu căn mà có sáu căn thì tiếp xúc sáu trận thì đó là Phật nói rõ ràng mà trong kinh nói rồi cho nên là có người là chấp vào đó cho vậy là thật có sáu căn do đó mà thành ra nó có chướng ngại mà không hay à, Cho nên Bồ Tát Long Thọ Ngài mới gọi là Quán phá à, Để cho được thông suốt Đấy không? À, cho nên phải hiểu kỹ Thì đây Bài tụng 42 <laughs> Nêu rõ Mắt, tai, mũi, lưỡi Thân ý là Gồm cả sáu cái tình Sáu à, tình tức là mắt tai môi lưỡi thằng ấy ở bên trong à, nó à, có thấy nghe ngửi không à, nếm rồi cảm xúc đó rồi biết tức là gọi là sáu tình đó hiểu không à, từ đó mới sao <laughs> từ đó mới đuổi theo sáu trần sắc tên Hương vị xuất pháp bên ngoài hiểu không trên đây nói là đuổi theo sắc vân vân sáu trần nữa à, vậy là trong có sáu à, gọi là sáu tình, thấy không? ở nơi sáu căn, rồi mới có đuổi theo sáu trần ở bên ngoài. thì vậy thì làm sao mà phủ nhận được nó? Không? À. chuyện đó chuyện rõ ràng thôi, mắt có mắt có thấy cho nên nó mới đuổi theo sắc phải không? À, tay có nghe mà đuổi cho tiếng mà giờ mô phá vậy? vậy là sao à, cho nên đó là chỗ phải nghĩa là chú ý cho kỹ để rồi mình mới thấy được cái ý của luận chủ đây bài tụng 43 là bắt đầu phá đây à, mắt ấy thì chẳng thể tự thấy thể chính mình nếu chẳng thể tự thấy làm sao thấy vật khác Đấy không? À, Ngài nói là nếu mà ông chấp vào mắt à, có cái tự thể thấy á, phải không? Thì nó phải tự thấy chính mình rồi mới thấy vật khác được. <laughs> Bởi vì nó là có cái tư thể thấy mà, phải không? Còn nếu nó không có thể tự thấy mà chính mình mà thấy vật khác thì vậy là cái nghĩa mà gọi là tự thấy của mắt đó là chưa thành. Thấy không? tức là lưng chủ phá ngay cái chỗ mắt thấy để mà làm uh, tiêu biểu cho các uh, căn uh, tiếp theo bởi vì mắt là cái chỗ uh, uh, dễ thấy nhất đây mình mắt thấy tay nghe mà tại nơi chỗ là gần gũi như đây à. vậy thì nói đến mắt mắt tức là gọi là nhãn căn đó nhãn căn à. thì cái con mắt mà nó có mang cái căn à chứ không phải là con mắt thông thường sao thôi mắt mà có mang cái căng trong đó tức là có cái tình đó có cái thấy cho nên rồi nhãn căng thì hay thấy sắc vậy tức là người thường thì cho rằng con mắt hay là cái căng cái căng mắt đó nó có cái tính năng hay thấy phải không? Nhưng mà luận chủ á thì ngài bảo rằng nếu như cái cái con cái căn mắt mà nó thật có cái tính năng hay thấy á, hay thấy sắc đó, tức là có tự thể thấy á thì nó phải tự thấy nó, không? tự thấy chính nó rồi nó mới thấy được cái khác. À, cũng giống như là cái đèn đó, ngọn đèn, đèn nó cũng hay tự chiếu sáng nó rồi nó mới hay chiếu sáng cái vật khác. À đằng này thì cái căn mắt nó không có thể tự thấy nó mà bảo rằng nó hay thấy cái vật khác thì đó là không được thấy không Tức là vậy là nó không có đầy đủ cái gọi là tự thể thấy, thấy không à, Tức là con mắt à, không có cái tự thể thấy, thấy không mà ông chấp là có là không được thấy không Đó là cái ý luận chủ ngài phá thấy không Rồi bài tụng 44 Dụ lửa thì chẳng thể Thành được với mắt thấy Đi, chưa đi, đang đi Đã gồm đáp việc ấy Nghe không? Đây là phá cái chỗ Cứu lại của ngoại nhân Lượng chủ thì bảo rằng Mắt mà nó có cái tự thể thấy Thì nó phải tự thấy chính nó Rồi mới thấy được cái vật khác Nghe không? thì ngoại nhân họ cứu lại họ nói rằng không phải vậy cũng như lửa lửa tuy nó không tự đốt nó nhưng mà nó cũng có thể đốt cái khác <laughs> không? thì mắt cũng vậy đó tuy nó không tự thấy nó nhưng mà thấy dầu khác thì cũng như lửa vậy lửa nó không tự đốt nó mà cũng có thể đốt cái khác Đấy không đó. thì ở đây lượng chủ ngày ngày mới dẫn ở trong ba thời để mà phá Đấy không À, tức là ba thời giống như là đã đi chưa đi và đang đi thì cũng không thành có cái đi còn cái vụ lửa này cũng vậy đó đã đốt chưa đốt và đang đốt cũng không thành cái đốt <laughs> đó, ngày dẫn trong cái ba thời này đó để mà ngài phá thấy không? bởi vì lửa mà chưa đốt á chưa đốt thì đâu có thành đốt được thấy không nó chưa đốt mà chưa đốt vật thì nó đâu có thành đốt, Đúng không. rồi lửa mà nó đang đốt quá, tức là lửa mà đã đốt, đã đốt thì nó cũng không thành đốt, đã đốt tức là đã qua rồi, Đúng không, đã qua rồi thì cũng không thành đốt. còn đang đốt quá thì nó không ngoài hai cái thứ đã và chưa, có đã có chưa thì mới có đang, còn cái đã cái chưa không thành rồi thì cái đang không có được. Rồi. Thì như vậy... À, thì ông nói là cái vụ lửa... Không thành luôn... Ngài <laughs> Phá... Không? Ừ. À, tức là... Nói cho rõ hơn... À, đã thấy thì không thành thấy... thấy không à, Nếu đã thấy... Thì tức là không thành thấy... Vì đã qua rồi... Không? À, còn nếu mà chưa thấy... Thì cũng không thành thấy... thấy không? Chưa thấy mà... Chưa thấy đâu thành thấy được... À, À, còn đang thấy thì không ngoài hai thứ đã và chưa mà riêng có được thấy không? thành ra cái vụ của ông đó là cũng không thành luôn tức là ông cứu lại thì không được thấy không? À, à, như vậy thì à, tìm cái tự thể của cái mắt thấy là không được rồi phải không à, đây là phát thêm nữa bài tụng 45 thấy nếu khi chưa thấy thì chẳng gọi là thấy mà nói thấy hay thấy việc đó ắt chẳng đúng Thấy không À, tức là đây ngài nói rõ hơn em Cái, nếu ông nói rằng con mắt thấy, thấy không? À, nhưng mà khi mắt mà chưa tiếp xúc với sắc trần á, không? thì đâu gọi là thấy được phải không? nó chưa tiếp xúc với sắc trần thì đâu gọi là thấy được? À, cũng như đây gọi là thấy mà nếu khi chưa thấy á, thì đâu gọi là thấy được? À. Ừ bởi vì khi mà chưa thấy sắc đần đối trước thì gọi là mắt thấy là thấy cái gì thành cái đó là ông thành như vậy thì gọi là con mắt nó có tính năng hay thấy là không đúng bởi vì nếu mà thật sự mà con mắt nó có tính năng hay thấy thì nó phải thường thấy phải không tức là cái tự thể nó là thấy rồi thì lúc nào cũng thấy hết còn bây giờ cái này là khi mà chưa thấy sắc thì nó chưa thành thấy thì rõ ràng là nó không thể có cái từ thể hay là cái tính năng hay thấy của nó được, không? À, tức nói là sao? tức nói là chỉ là cái pháp nhân duyên thôi. À, đối khi đối với sắc thì nó gọi là thấy, khi mà đối tiếp xúc với sắc thì mới gọi là thấy được. Tuy nhiên nó là pháp nhân duyên, còn chấp là có từ thể hay là có tự tánh, thấy không? thì đó là không thành. Nó là nhân duyên cho nên là duyên thì nó không thành. Nà, cho nên ở đây là mình phải chú ý đó, ở đây gọi là phá chấp cái con mắt nó có cái tính năng hay thấy, thấy không? Tức là nó có cái tư thể thấy của nó đó, thấy không? Chứ không phải đồng với cái tánh thấy mà trong kinh Lăng nghiêm nói, hiểu gì hiểu kỹ không? Chứ đừng có mà mà nhập lại với trong tánh thấy cái Lăng nghiêm nói đó. <laughs> đây là chấp là cái con mắt mà nó có tính hai thấy tức có từ thể thấy là cái đó là cái chỗ lầm của người đó còn cái tánh thấy mà trong kinh lăng nghiêm nói thì khác hiểu kỹ hiểu không đó. cho nên gọi là cái thấy chỗ này á thì nó giống như trong kinh lăng nghiêm nói cái gì vậy biết không này giống như trong kinh lăng nghiêm nói là cái thấy bệnh á cái thấy bệnh mắt nhầm á không cái bệnh mắc nhậm đó thì nó thấy ra mắt nhậm nó thấy màu sắc nó có cái bóng tròn Hay không à, như vậy thì nếu mà không có mắc bệnh và cái bóng tròn đó thì cái thấy này cũng thành không thấy tức là do mắc bệnh đó mắc bệnh nó thấy cái bóng tròn còn nếu không có bóng tròn không có mắc bệnh hết bệnh thì cái thấy này cũng thành không luôn cho nên cái thấy này nó chưa phải thật không có thực thể của nó không? thì nói mắt thấy ở đây là phá là phá ở chỗ đó đó Nghe không rồi bài tụng 46 là thấy chẳng thể có thấy ngoài thấy cũng chẳng thấy ngoài thấy tức là chẳng phải thấy đó không? Phi thấy đó tức là chẳng phải thấy cũng chẳng thấy rồi nếu đã phá cái thấy thì phá luôn người thấy à, ở đây thì đặt lại hai trường hợp, đúng không? thứ nhất á, thứ nhất là gọi là là gì? thứ nhất á nếu mà lìa nhãn căng mà thấy thì không thành có người thấy, đúng không? Cho nên tức là thấy thì chẳng thể có thấy rồi chẳng phải thấy cũng chẳng thấy cho nên là à, thấy và chẳng thấy đều không thành thấy hết thì cái thấy đã phá rồi thì cái người thấy cũng không thành luôn Nghe không? À, tức là con mắt không? đây nói rõ hơn là con mắt nó không thể có cái tính năng quyết định thấy không? tức là thấy chẳng thể có thấy đó thì vì con mắt nó không thể có cái tính năng quyết định thấy thì như đã giả, đã như thế rõ rồi thấy không giờ ừ. có người nói là vậy thì chẳng phải con mắt thấy <laughs> mà cũng thấy à, thì đây phá luôn cho nên là à, ngoài cái thấy tức là phi cái thấy đó tức là chẳng phải cái thấy cũng không thành thấy luôn tức là nếu bảo rằng chẳng phải con mắt thấy à, cũng không chẳng phải con mắt thấy mà cũng thành thấy thì cũng không được vì như vậy thành ra là sao con mắt thấy mà không thành thấy nữa mà nói rằng chẳng phải con mắt thấy mà cũng thành thấy thì như vậy thành ra là tai mũi lưỡi nó cũng thành thấy được không phải mắt không? không phải mắt mà cũng thành thấy thì tai nó không phải mắt mũi không phải mắt mà cũng thành thấy à, thành ra nó là ngoài thấy cũng chẳng thấy luôn đó là như vậy thì cái thấy nha không? Của nhãn căn đã phá thì cũng phá luôn cái người thấy. Không. Cái thấy không thành rồi thì người thấy sao thành? Không. người thấy là phải có có cái thấy mới thành người thấy. Còn là cái thấy nó đã không thành rồi. Cho nên người thấy không thành Đó. Bởi vì người thấy là nhân cái thấy mà được thành người thấy. nha không? Đó. Cho nên nếu đã phá cái thấy thì phá luôn người thấy. nha không? Đó. Vậy thì cái thấy và người thấy đều không thành luôn. Đó rồi bài tuần 47 á, lìa thấy chẳng lìa thấy người thấy chẳng thấy được do vì không người thấy thì đâu có thấy được thấy nghe không tức là tức là cái thấy và cái đối tượng để thấy đó. được thấy tức là cái đối tượng đó. nghe không ừ. à, thì ở đây gọi là đây mới gọi là đặt thành hai cái trường hợp đó lìa cái thấy hay chẳng lìa thấy thì người thấy cũng chẳng thấy được phải không <laughs> lìa thấy tức là nếu mà lìa nhãn căng thấy hay là, gọi là lìa con mắt thấy thì không thành có người thấy phải không nếu không có con mắt thấy thì nói người thấy là người thấy cái gì người nào thấy không? cho nên là lìa con mắt thấy thì không thành có người thấy à, giống như là phá bỏ cái nhãn căng thấy thì nó là đuôi mù sao gọi là người thấy được, Đấy không? Đó, cho nên gọi là lìa thấy thì người thấy không thành, còn chẳng lìa thấy nếu mà chẳng lìa cái nhãn căn thấy á thì cũng không thành có người thấy, Đấy không? À, tức là sao? cái chỗ này là phải chiêm nghiệm kỹ đó, Đấy không? chẳng lìa mắt thấy, chẳng lìa mắt thấy cũng không thành có người thấy, đó, là sao? À, à, chỗ đó là chỗ đó mà có hiểu đó lìa mắt thấy thì không thành người thấy thì dễ hiểu rồi thấy không còn chẳng lìa mắt thấy cũng không thành có người thấy bởi vì không lìa tức là phải có con mắt thấy phải không không lìa tức là phải có mắt thấy mà phải có mắt thấy thì sao à, phải có mắt thấy Tức là phải có nhãn căn thấy. Vậy thì cái nhãn căn nó tự thành thấy rồi. Đâu cần phải người thấy gì nữa. Phải <laughs> không? Phải không? Đó cái ý thì nó sâu xa. Tức là phải cần có nhãn căn thấy. Thì mới mới thành có người thấy. Phải không? Nhưng mà nếu mà nhãn căng mà nó. Nó đã tự nó thành thấy rồi. Thì không cần người thấy gì nữa. Tự nó thấy rồi. Phải không? À, cho nên là chẳng lìa. Chẳng lìa mắt thấy. Thì cũng không thành người thấy. Vậy hai trường hợp lìa mắt thấy cũng không thành người thấy mà chẳng lìa mắt thấy cũng không thành người thấy luôn <laughs> rồi sao thành ra mình bình thường mình nói nghe nó sung sung dễ hiểu quá không nhưng mà tới chừng quán kỹ lại mới thấy rằng cái chỗ nói năng bình thường của mình đó là chưa đúng chưa chính xác nghĩa là người xưa người trước nói rồi giờ mình bắt trước cũng nói theo vậy thôi <laughs> nhưng mà tới chừng mà xét kỹ lại thì nó thành có lỗi lầm nghe không rồi. Ừ. Như vậy thì cả hai trường hợp Tìm cái người thấy đều không thấy được Phải không à. Mà người Người thấy đã không thành rồi á Thì sao Cái người thấy mà đã không thành rồi Thì làm sao quyết định Là có cái thấy Và có cái được thấy Người thấy không có mà là, 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 là có thấy có được thấy tức là có là, năng thấy sợ thấy đó mà năng thấy sợ thấy là ai thấy Đấy không thành ra là nói rỗng thôi Đấy không à, à. cho nên đó là phá luôn cả năng thấy và sợ thấy người thấy không thành rồi không? thì cái thấy và cái được thấy cũng không thành luôn không? À, vậy thì vậy thì bình thường mình nói thấy là sao à cho nên gọi là chấp có cái tự tánh thấy là thành lỗi lầm. Ừ. Bài tụng 48 Vì thấy được thấy không nên thức vân vân bốn pháp không vậy bốn thủ vân vân các duyên làm sao sẽ được có Đấy không, Đấy không? <laughs> như vậy thì vì cái thấy và cái được thấy đó nó đã không thành rồi à, à, tức là tức là căn cảnh nó không có cái tự tánh để thành lập được, à, tức không có tự thể à, thì à, thức, rồi xúc thọ, ái làm sao được thành? À, đây bốn pháp nè, nó là thức vân vân đó, tức là à, thức, rồi súc, thọ, và ái làm sao được thành có thấy là có cái được thấy, thấy không thì mới thành có thức được không tức là có căn có cảnh rồi mới thành rồi mới có thành thức còn là bây giờ là hai cái căn cảnh là không thành rồi thì thức bám vào được thành rồi, mà thức không thành rồi thì sao có thọ thọ không có rồi sao có ái thấy không? Rồi, cho nên quán kỹ lại là không có căn À, không có cảnh thật để làm duyên, Đấy không? thì cái thức sẽ bám vào đâu để mà sanh? thường người gọi là do căn tiếp xúc với trần thì thức mới sanh, không? còn bây giờ căn thức căn cảnh không thành rồi, Căng trần không thành rồi, thì giờ thức bám vào đâu để sanh? vậy thì thức căn cảnh đều không thành thì xúc đó là xúc cái gì Đấy không? ba cái đó thấy không? căn cảnh thức ba cái đó nó không thành rồi thì gọi là xúc là xúc gì đây ba cái đó nó có hòa hợp thì mới thành xúc còn này ba đó không thành rồi xúc cái gì à, mà xúc không thành thì thọ duyên đâu để mà thọ có xúc thì mới thành thọ chứ phải không có này xúc cái kia là mới thành thọ còn không có xúc là thọ gì cho nên xúc không thành rồi thì thọ cũng hết chỗ để bám mà thọ không thành thì ái bám vào đâu để mà có không có thọ cho có ái cho nên quán kia sở dĩ mà có ái là do có thọ Thấy không có có thọ tức là có cái cảm thọ đó thì mới có ái yêu thích Đấy không không có thọ mà yêu thích cái gì Thấy không đó. À, cho nên như vậy thì bốn pháp mà thức xúc thọ ái đều không nhưng mà bốn đó không thì sao thì bốn viên là à, bốn viên là gọi là thủ Đúng không à, tức là ái không có hay không không? Thì gọi là thủ duyên vào đâu để mà có thủ tức là trong 12 nhân duyên đó ái thì mới sanh thủ thủ mới sanh lão tử không bây giờ ái không có à, thì, thì, sao có thủ không có ái không có yêu thích là thủ cái gì cho nên có ái có yêu thích đó thì mới có thủ thủ chấp thủ để mà giữ thì thủ nó có bốn thứ không? tức là dục thủ dục thủ tức là cái tham chấp về cái cảnh ngũ dục hay ngũ trần đó không? <laughs> rồi cái kiến thủ <laughs> kiến thủ tức là cái chấp về thân và các cái kiến chấp Nghiên lệch bên này bên kia không? Rồi giới cấm thủ giới cấm thủ tức là chấp theo những cái tà giới nó không đúng chánh pháp không rồi cái bốn là ngã ngữ thủ ngã ngữ thủ tức là chấp thủ về cái ngã mà thông qua ngôn ngữ rỗng mà chứ không có thực cho nên ngã ngữ đó. <laughs> ngã ngữ thủ. vậy à. À. Thì vậy thì thủ không thành thủ không thành thì hữu rồi sanh lão tử làm sao được thành Đấy không không có không có thủ làm sao có hữu không? hữu tức là có cái nghĩa là có cái gọi là cái nghiệp tồn tại để là mới dẫn sanh đời sau mà không có thủ thì làm sao có hữu đúng không là hữu không có thì sanh không có à, sanh không có thì làm sao có lão tử đúng không đó. thì vậy tức là sao đó. tức là quán thấu gì đó là cắt đứt dòng sanh tử lưu chuyển đúng không đó. cho nên mình thấy quán kỹ cái này đó là cái căn bản không? giải thoát chứ không phải tầm thường không? tức là cắt đứt 12 hai nhân duyên là tức là cắt đứt cái dòng gọi là sanh tử lưu chuyển là để giải thoát à. còn mình gọi là không giải thoát được á là vì gì? mê là chấp thật đó, chứ gì tức là chấp có cái tự tánh thật à. mắt có thật thấy, không? Tai có thật nghe đó, Thành ra chính chấp về đó Vì có thật Cho nên là mới có à, Bám liếng trong nó Rồi mới có chấp thủ Rồi mới có nghĩa là tạo nghiệp Rồi mới có thành ra lưu chuyển không? Đó. Còn nó không, không có thật tánh gì hết thì, thì, thì chấp vào cái gì không? Đó, Cho nên là quán thấu được Gọi là cái tánh không à, Của gọi là à, Các căn đó. Không? đó Thì ngay đó là mình thấy giải thoát không. cho nên là uh, <laughs> nghĩa là trong uh, kinh lăng nghiêm là phật dạy rõ đó thấy sáu uh, căn là gốc của sanh tử luân hồi và sáu căn gốc của bồ, bồ đề nước bạn đó là như vậy uh, cho nên quán cho kỹ cho thấu đáo cái điều đó thấy không uh, uh. Đó, rồi, bài tụng 49 là kết lại nè uh, tai mũi lưỡi thân ý tiếng cùng với người nghe À, vân vân phải biết nghĩa như thế thải đồng với thuyết trên thấy không? À, à, như cái như cái thấy cái được thấy, thấy không? rồi người thấy đều không thành <laughs> thì cũng như vậy cái nghe rồi cái được nghe và người nghe cũng không thành rồi cả coi như năm căn còn lại đó cũng theo đó mà phá thấy không tức là phá cái nhãn căn, tức là các phá cái nhãn căn thấy này đó là nó, nó gọi là tiêu biểu để rồi mình phá mấy kia nó cũng vậy thôi. Cho nên đây thì luận chủ mà không có phá chi ly từng cái, những cái kia thì cũng giống vậy. Đó. À, phá được cái này rồi thì theo đó mà mấy những cái kia cũng à, là không thành. À. vậy tức là Nói chung là Sáu căn, mắt thấy tai nghe à, mũi ngửi lưỡi ném thân xúc ý biết đó đều không có tự tánh nó rõ đó, không có tự tánh của nó Đấy không đó. mà nó chỉ là cái pháp nhân duyên sanh mà đã là nhân duyên sanh thì không nên chấp làm thật có không đó là cái ý nghĩa chỗ đó thấy không cho nên vậy thì nó không có cái tự tánh nhưng mà nó là nhân duyên sanh cho nên rồi nó là gọi là à, tánh không nhưng mà không phải là phá hoại phải không không phải phá thấy đây là thành ra rồi đuôi mù luôn phải <laughs> không phá nghe thành điếc luôn không phải vậy phải không mà thấu nó là tuy là mắt thấy tai nghe nhưng mà nó không có cái tự thể của nó không có tự thể thấy không có tự thể nghe mà nó chỉ là nhân duyên thôi thì dây là nhân duyên mà không có tự thể thì bám vào chỗ nào để mà chấp tức là gọi là không có ngã đó không có tự ngã đó còn người ta bởi vì chấp thật có tự ngã trong đó cho nên mê ra chỗ đó còn người giờ quán thấu được cái đó thấy nó không có tự ngã không có tự thể không? thì bám vào đâu để chấp, không? À, cho nên à, sao dĩ mà chấp thành có thật có đó là nó phải thành sao? nếu mà chấp thành ra uh, sáu căn hay đây gọi là sáu tình đó mà nó thật có đó thì nó sẽ thành ra cái lỗi lầm mà mình lâu nay vì uh, mơ trong đó không thấy được biết lỗi sao? nếu mà sáu gọi là sáu cái cái tình này hay là sáu cái cái, cái căn này mà nó có thật có thật có từ thể của nó tức là mắt có từ thể thấy, à, Tai có từ thể nghe, mũi có từ thể ngửi, lưỡi có từ thể nếm, thân có từ thể xúc và ý có từ thể biết thì sao? thì thành sáu cái <laughs> <laughs> phải không thành sáu cái từ thể một người mà sáu cái từ thể phải không từ thể thấy từ thể nghe Đó. mà vậy thì thành sáu cái tư thể rồi thì phải thành có sáu cái người Đó. thấy thì phải có người thấy nghe có người nghe ngửi có người ngửi nếm có người nếm tức là cái thấy là thật rồi thì cái người thấy cũng phải thật tức là cái nào cũng thật hết nữa phải không rồi nghe thật thì người nghe cũng phải thật à, thành ra lỗi lầm cho nên ở đây là lượng chủ người phá phải không? là cái thấy ông thành rồi thì người thấy cũng thành luôn không? đó là trừ cái lỗi lầm của chúng sanh mê lâu nay không thấy được nữa à, à. cho nên chính vì chúng sanh mê lầm chấp gọi là thật có như vậy đó thành ra mới theo đó mà bị lưu chuyển Đấy không? Lưu chuyển vậy thấy là thật rồi, nó theo lưu chuyển rồi lẫn quẩn ở trong gọi là hí luận thôi. Hí luận tức là trong những cái ở trên những cái trò chơi chữ thôi mà không có ra khỏi. Chơi chữ với nhau thôi mà không có thành nghĩa thật. Luận này, luận kia rồi luận chơi, luận cho đầy cái bộ sách này, bộ sách kia, phải không? in ra cho nhiều trưng bày trong tủ thôi chứ không có thành nghĩa vậy Đấy không Đấy không lẫn quẩn ở trong hư vọng thôi tức là trong sinh tử thôi à. ở đây thì phải quán cho nó thấu đáo à, tất cả sáu tình đó nó đều là tánh không không có cái tự thể thật Đấy không? À. thì vậy tức là chỉ là nhân duyên như quyển hiện thôi thấy không à thì không thể chấp làm nó là nhân duyên như quyển hiện nó không có tự thể thật thì không thể chấp là thật có hay thật không Phải không không thể nói là thật có được cũng không nói là thật không được không có tự thể mà nói nhưng mà thật không, không? có tự thể thì mới phá tự thể đó thì mới thành ra không phải không còn này nó không có tự thể Đấy không à, thì thật có cũng không được thật không cũng không được thì vậy tức là xa lìa hí, hí hết hí luận hết hí luận không? Hết thứ luận không cần kẹt đâu có không nữa. À, cho nên, nói kỹ lại đó, là cái phẩm này đó, là cái phẩm cũng rất là trọng yếu. Thấy à, không? Để cho mình quán cho nó thấu đáo. Thấy à, không? cũng như đã nhắc đó, trong kinh Lăng Nghiêm mà nói rõ đó, thấy không? gốc của sanh tử luân hồi hay là gốc của bồ đề nước bàn đó thì cũng ngay sáu căn này đây cho nên mình quán mà thấu được sáu căn này thấy không không còn ngăn ngại nữa thì đó là mình là, gọi là chuyển sanh tử đi vào nghĩa là bồ đề nước bàn chứ không phải là tầm thường không đó, cho nên phải quán cho thấu chỗ đó đó là cái phẩm về phá sáu tình không